Tôi đang vô cùng nghi ngờ tính thực dụng và độ đáng tin trong lời chỉ dẫn của cậu đối phó với phụ nữ. Alo, tôi tự có cách của mình. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Tôi từng xem lý lịch của cô. Chậm thôi cô bé. Cô bé ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Này, cứu tôi với. Các anh muốn làm gì? Mau chạy đi, báo cảnh sát. Cô là ai? Sợ quá. Một đám rảnh rỗi đúng không? Đêm hôm không ngủ. Đến đây đi. Good. Cảm ơn. Vừa rồi anh chạy đi đâu vậy? Dám làm việc nghĩa là trách nhiệm của người dân. Anh thì hay rồi, quay đầu bỏ chạy. Tôi làm việc luôn có nguyên tắc của mình. Chuyện như vừa rồi, trước khi còn làm chưa rõ, tôi sẽ không manh động. Đứng lại. Đi theo tôi. Cảnh sát đã xử lý xong rồi sao? Xử lý xong rồi. Đưa tay cho tôi. Hơi đau đó, ráng chịu một chút. Đau lắm sao? Đương nhiên là không. Đàn ông quá nhỉ. Xong rồi. Vậy mà đã xong rồi sao? Lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao đây? Nhiễm trùng thì tới tìm tôi. Bổn tiểu thương sẽ dùng tay vàng này chặt bỏ miễn phí giúp anh. Vừa rồi là tôi cứu cô ở trong hẻm. Dựa theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, thì giờ chúng ta hãy cùng thảo luận về cách báo đáp của cô đi. Đùa tôi à? Nhiều thì không có, chứ ít thì đừng lấy. Ấu trĩ. Chị tuyên bố, từ nay về sau, em chính là người của chị rồi. Đây là tính vật hẹn ước giữa chúng ta. Em một cái, chị một cái. Chúng ta ngoéo tay, 100 năm không được thay đổi. Tôi không phải người của cô. Tôi là ông chủ tương lai của cô. Thiết kế chưa được đẹp, cần tránh xa những yếu tố như màu đen và sự nặng nề, phục vụ và phần mềm chưa đầy đủ, trải nghiệm người dùng kém, và còn một số vấn đề khác nữa. Sếp Hạ, anh còn dặn dò gì không? À, tôi có một câu muốn hỏi anh, quản lý Từ.
Anh nói đi, gần đây tôi gặp một vấn đề khó giải quyết trong một chuyện tuyển dụng nhân viên. Tôi đã đưa ra những điều kiện tốt nhất trong năng lực của tôi, nhưng đối phương lại không có hứng thú. Anh có thể cố gắng để đối phương cảm nhận được. Anh không chỉ nhìn nhận năng lực làm việc, mà hơn hết còn...